Phạm Thanh và Kiều Khanh. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay phát sóng lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau: Cẩn trương khắc phục sự cố vỡ bờ bao ở Trà Vinh. Điều tra công ty thủy sản có gần 700 công nhân mắc COVID-19. Xà lan chở 7.800 tấn than bị đứt dây cáp, trôi giạt làm hư 2 trụ điện gió sập sàn các cược bóng đá bao lãi hơn 90% một tháng. Cà Mau phát hiện vụ vận chuyển hơn 1 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất. 3 giờ 30 phút sáng qua, do ảnh hưởng của triều cường đầu tháng 10 âm lịch dân cao, đã làm vỡ một đoạn bờ bao có chiều dài 12 m ở ấp Tân Quy 2, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, gây ngập úng cục bộ một số diện tích vườn cây ăn trái, hoa màu, ao, chuồng chăn nuôi và nhà của người dân địa phương. Hiện các ngành chức năng địa phương đang khẩn trương khắc phục sự cố, giúp người dân ổn định cuộc sống. Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân xảy ra vụ lỡ đoạn đê bao là do trong quá trình thi công xây dựng cống lòng nương ấp Tân Quy 2 đơn vị thi công đắp móng hai bên cống không đảm bảo chắc chắn, nên khi triều cường dâng cao đã làm vỡ một đoạn bờ bao, nằm trong phạm vi của cống làm ngập úng cục bộ trên 16 hecta diện tích vườn cây ăn trái, hoa màu, ao cá, chuồng chăn nuôi và nhà ở của 32 hộ dân ở địa phương. Bốn công xài đang bọc trái, giờ là, là, tháng 10, tháng 11 gì là bán rồi nè. Rồi chôm chôm là... với, à, với mít là 4 công nữa mà gãi phân hết trơn rồi, phân phướng đồ rồi, phân năm nay mắc nữa. rồi trong nhà thì à, tủ lạnh rồi à, máy giặt à, à, ba cái à, gạo thóc rồi phân rồi để nhà là ngập hết trơn không có kịp. Nó cũng ảnh hưởng cái đầu điện dùng dụng ở nhà để dưới đất đó rồi nó ngập nước, nó hư. Xe cộ luôn ngập hết trơn, ngập lên tới yên luôn rồi à, vườn thì có vườn mà nó ngập lúc hết trơn tới đọt cây luôn đó, anh thấy đó vườn trồng chú với chanh với chôm chôm à, nó cũng thiệt hại vậy đó cũng cũng mong muốn hỗ trợ cho đôi chút lĩnh với gia đình nói chung cũng còn khổ lắm ngay sau khi xảy ra sự cố ông Nguyễn Hoàng Khải bí thư huyện ủy cầu kè cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo huy động cơ giới khắc phục kịp thời đoạn bờ bao bị vỡ. Tính đến 12 giờ trưa qua, công tác khắc phục đã hoàn thành đảm bảo ổn định đời sống sản xuất cho người dân ở địa phương ông nguyễn hoàng khải bí thư huyện ủy cầu kè đề nghị các ngành có liên quan kết hợp với địa phương trước mắt cần kiểm tra ra soát lại các đoạn bờ bao những khu vực lân cận có nguy cơ sạt lở để kịp thời gia cố tránh làm sạt lở trên diện rộng huy động các lực lượng phương tiện túc trực những nơi sung yếu sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân quý vị trước diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, khó kiểm soát ở nhiều địa phương, tỉnh hậu giang vừa yêu cầu các quán ăn uống chỉ được bán mang về, người dân không ra đường từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Đây là công văn về việc tăng cường một số biện pháp nhằm sớm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 được ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang ban hành, bắt đầu áp dụng từ 6 giờ ngày mai. Theo ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh được khôi phục trở lại bình thường, cuộc sống người dân dần ổn định. Tuy nhiên, số người dân trở về từ vùng dịch hiện còn nhiều. Đặc biệt, có nhiều người không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực nên phát sinh nhiều ổ dịch trong cộng đồng và đến nay chưa kiểm soát được. Từ ngày 8 tháng 11, địa phương tạm dừng các hoạt động ăn uống tại chỗ của các nhà hàng quán nhậu, quán cà phê, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh và chỉ được bán hàng mang về. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu người dân tuyệt đối không ra đường từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp đặc biệt được cho phép. Để tránh lây nhiễm dịch COVID-19 từ bên ngoài, ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan, tỉnh Sóc Trăng sẽ xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thời gian thực hiện là 2 tuần, bắt đầu từ ngày mai, số lần xét nghiệm là 3 ngày trên một lần. Quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, mặt trận, hội đoàn thể, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động tầm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Riêng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo chưa tổ chức dạy học trực tiếp thì chưa thực hiện xét nghiệm đợt này. Về diễn biến dịch bệnh tại Sóc Trăng trong những ngày qua vẫn đang phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng cao. Có ngày, địa phương ghi nhận 121 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Công an thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc xác minh về vụ việc liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi ở địa chỉ tại Quốc lộ 1, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai. Trước khi bùng phát ổ dịch gần 700 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại công ty Tấn Khởi, liên tiếp nhiều tháng công ty này không thực hiện test Covid-19 cho người lao động. Theo báo cáo của công an thị xã Giá Rai, trước khi phát hiện mắc Covid-19, một công nhân của công ty Tấn Khởi Hàng ngày đi lột tôm từ 5 giờ đến 16 giờ, công nhân này chưa tiêm ngừa COVID-19, cũng không được test COVID-19 trong 14 ngày làm việc tại công ty, đến khi phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 19 tháng 10. Kể từ đó đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 700 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chiếm khoảng 80% số công nhân của công ty. Ngoài ra ngành y tế còn ghi nhận hơn 500 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Châu Bá Thảo, xác định nguồn lây từ công ty tấn khởi. Theo quy định thời điểm đó thì tất cả người lao động trong các công ty thủy sản trên địa bàn phải được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine mới đủ điều kiện làm việc. Bắt buộc các đơn vị sử dụng lao động phải test Covid-19 theo định kỳ 7 ngày một lần cho người lao động. Tuy nhiên, đơn vị này đã không test định kỳ cho người lao động trong nhiều tuần liên tiếp. Thưa quý vị, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, ngành chức năng địa phương đã xác định được 9 điểm dịch với số ca dương tính có chiều hướng gia tăng. Đây là địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với các quận, huyện và các tỉnh khác, nhiều khu công nghiệp, dân cư đông. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là HCDC đã thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch tại đây. Các ổ dịch trên được xác định dựa trên các tiêu chí như có ít nhất hai hộ gia đình có F0 trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau, tính chất của địa bàn dân cư, tình trạng tiêm chủng đã từng là ổ dịch trong 3 tháng trước đó. Theo quy trình mới được áp dụng, các F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được cấp túi thuốc và túi an sinh, đồng thời dán biển cảnh báo địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 tại hộ gia đình. CDC thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn trạm y tế cách thức thống kê số liệu F0 theo hộ gia đình, tổ, ấp nhằm dễ dàng quản lý và xác định điểm nóng trong địa bàn cũng như kiểm soát diễn tiến dịch trong khu vực. Thưa quý vị, ngày cuối tuần tiết trời nắng nhẹ, rất đông các bạn trẻ háo hức đến các vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm. Đặc biệt đúng vào thời điểm hoa cúc họa mi đang nở rộ, nhiều bạn gái trẻ đại diện những bộ áo dài, váy trắng đến lưu lại dấu ấn tuổi thanh xuân cùng với loài hoa cánh trắng, nhụy vàng đặc trưng trong tháng 11. Theo ghi nhận tại Thảo Nguyên qua Long Biên, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, vào ngày cuối tuần, khá đông người dân đổ về đây ngắm qua và chụp ảnh. Dù đây mới chỉ là thời điểm đầu mùa qua, nhưng sức hút của nó khiến cho nhiều người đã tìm về đây để ghi lại những khung hình đẹp nhất. Anh Trương Thế Hùng, quản lý Thảo Nguyên qua Long Biên cho biết, thời điểm hiện tại, Thảo Nguyên có rất nhiều loại qua đang bắt đầu nở như cúc sao băng, cúc bách nhật, hoa hồng và đặc biệt là cúc quả mi, nên du khách bắt đầu tìm đến đơn vị cũng luôn tuân thủ phòng dịch Covid-19 bằng cách khai báo y tế qua quét mã QR được đặt ở lối vào giường qua. Trong phần sau của chương trình sẽ có Xà lan chở 7.800 tấn thang bị đứt dây cáp, trôi dạt làm hư 2 trụ điện gió Sập sàn cá cược bóng đá bao lãi hơn 90% trên một tháng Thưa quý vị, xà lan vận chuyển 7.800 tấn than mang quốc tịch Indonesia bị đứt dây cáp nối với đầu kéo đã trôi dạt làm sập hai hàng đáy và hư hại trụ điện gió trên vùng biển tỉnh Tiền Giang. Các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang xác minh làm rõ sự cố này, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện phải bồi thường thiệt hại cho các tổ chức cá nhân trên. Khoảng 23 giờ đêm ngày 3 tháng 11, xà lan bị đứt dây cáp trôi dạt, sau đó đâm vào hàng đáy của ông Huỳnh Văn Trường, ngụ tại ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 350 triệu đồng. Sau đó khoảng 0 giờ 45 phút ngày 4 tháng 11, xà lan trên tiếp tục trôi dạt và đâm vào trụ điện gió số 12 thuộc dự án điện gió Tân Phú Đông 2, cách bờ biển xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, khoảng 6 hải lý, làm hư hại 5 cọc trụ bảo vệ trụ điện gió. Đến 11 giờ ngày 5 tháng 11, xà lan tiếp tục trôi dạt và đâm vào hàng đáy của ông Huỳnh Kim Dũng, ngụ tại ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho tổ chức phương tiện lai dắt đưa xà lan về vị trí neo đầu đảm bảo an toàn về người và hàng hóa, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với đại lý hàng hải của xà lan thỏa thuận khắc phục và đền bù thiệt hại. Một người đàn ông trong lúc lái ô tô vào nhà nghỉ để thuê phòng thì mất lái, tông sập bức tường bên trong khiến bé gái 1 tuổi đang nằm trên võng bị đè tử vong. Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Thông tin ban đầu tối ngày 5 tháng 11, ông VHT 47 tuổi ngụ huyện Bù Đốp điều khiển ô tô 5 chỗ vào nhà nghỉ Lộc Phát, ấp Tân An, xã Tân Tiến để thuê phòng nghỉ. Tuy nhiên, trong lúc chạy xe vào sân thì bất ngờ ô tô lao về phía trước tông thẳng vào phòng nghỉ đầu tiên của nhà nghỉ khiến bức tường đổ sập và đè chết bé NL, KN 1 tuổi, con gái chủ nhà, đang nằm nghỉ trên võng. Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đến hiện trường điều tra xử lý, bước đầu xác định ông T là quân nhân đang công tác tại đơn vị quân đội ở tỉnh Bình Phước. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cũng là thông tin về tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tối qua, hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước làm một người chết và một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút tối qua, VVH 28 tuổi, điều khiển xe máy trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh, khi đến đoạn ấp 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, xe người này bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị dính vào gầm phía đuôi xe tải. Nam thanh niên tử vong sau đó. Vài phút sau, khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn nói trên thì bất ngờ một nam thanh niên khác điều khiển xe do không chú ý quan sát nên đã va chạm vào chiếc xe mô tô đặc chủng của lực lượng chức năng đang dựng tại hiện trường. Cú va chạm mạnh khiến cả hai chiếc xe máy bị văng lên phía trước, nam thanh niên ngã ra đường, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Hai vụ tai nạn khiến bốn phương tiện cùng hư hỏng. Thưa quý vị, chỉ cần bỏ vốn cược từ 1 triệu đồng trở lên, đặt cược theo lệnh của nhóm đưa ra, người chơi sẽ được bảo hiểm 100% vốn, tức thắng người chơi sẽ ăn, thua sàn buồn. Cũng từ lời mời chào rất hấp dẫn này mà nhiều người chơi đang đứng không vững khi sàn không s chuyên tổ chức cá cược bóng đá phản tỷ số hoạt động bất hợp pháp, sập và không thể truy cập, không thể rút tiền. Theo tìm hiểu, 0S là sàn cá cược bóng đá phản tỷ số, tức bình thường cá cược đúng tỷ số trận đấu thì sẽ ăn tiền, còn sàn này sai tỷ số mới ăn. Người chơi được hứa hẹn mức lợi nhuận dao động từ 2,5 đến 3% một ngày, tương đương 75% đến 90% một tháng ban đầu sàn cá cược này chạy rất mượt, nhiều người đã có lãi. Sau đó, sàn thông báo bảo trì nâng cấp. Trước đó, sàn này cũng làm tương tự nhưng không xảy ra chuyện gì nên nhà đầu tư không nghi ngờ tiếp tục chơi. Sau khi sàn giao diện mới, sàn yêu cầu mỗi người chơi nạp vào 20% tổng số tiền đang có trong tài khoản, nếu không sẽ bị khóa tài khoản. Rất nhiều người sợ liều mình nạp thêm. Sau khi trang web chuyên dùng để cá cược của sàn không s chính thức sập vì không thể rút tiền, bị cắt đứt liên lạc trên kênh Telegram, Zalo, không có số điện thoại để liên hệ người bên sàn, nên nhiều người chơi đang rất lo lắng, đứng trước nguy cơ mất từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng mỗi người. Cũng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Công an tỉnh Hải Dương vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong vụ đánh bạc ngàn tỷ của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Lê Quý Bang và Vũ Nhân Tình. Hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Hải Hà và Vũ Xuân Tuấn. Theo điều tra ban đầu, ngày 20 tháng 5 năm 2016, Lê Quý Bang sử dụng số thuê bao di động 096... lập tài khoản RIP và làm đại lý cấp 2 cho Hà Văn Thắng. Ban và Thắng thỏa thuận, ban sẽ được hưởng lợi nhuận 1-2% trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm RIP với đại lý cấp 1 và người đánh bạc. Ban thuê một số đối tượng trong coi quán internet, trực máy tính và giao dịch với khách hàng có nhu cầu mua bán điểm rích, đồng thời tổ chức cho một số đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán điểm rích. Tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng khoảng 89 tỷ đồng, trong đó ban được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng. Vụ việc hiện được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định thưa quý vị dù ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn vấn nạn bơm tạp chất vào tôm nhưng chưa thể xử lý triệt để sau thời gian lắng xuống do giãn cách xã hội tình trạng bơm chích mua bán tôm có chứa tạp chất đang nóng trở lại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau cho biết đơn vị vừa phát hiện một xe tải vận chuyển hơn một tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất Thông tin ban đầu, vào sáng qua, lực lượng làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau kết hợp cùng các lực lượng chức năng có liên quan đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do tài xế Nguyễn Minh Thuận, 25 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, xe ô tô nói trên đang vận chuyển 54 thùng tôm số nguyên liệu có chứa tạp chất AGA, tổng trọng lượng là 1.378 kg. Làm việc với cơ quan công an, tài xế Nguyễn Minh Thuận cho biết, số hàng quá trên là của ông Phan Hữu Phước, 61 tuổi, ngụ ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, đang trên đường vận chuyển bán cho một số công ty trên địa bàn thành phố Cà Mau. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện vận chuyển cùng toàn bộ tăng vật vi phạm, qua đó tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần sau của chương trình Nuôi cá chốt nghệ sử dụng thức ăn nhân tạo cho hiệu quả cao thi thể nam sinh lớp 6 bị cháy đen bên cột truyền tải điện gió. Thưa quý vị, thời gian qua, việc phát triển nghề nuôi tôm theo hình thức chuyên canh, thâm canh trong nhiều năm liền đã dẫn đến việc suy thoái nguồn đất, nguồn nước, con tôm nước lợ vì thế thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro về dịch bệnh gây thất thu đến lợi nhuận kinh tế của hộ nuôi. Việc phát triển những mô hình nuôi thủy sản mới để gia tăng thu nhập đang được ngành chức năng, người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt quan tâm. Gần đây nhất là mô hình nuôi cá chốt nghệ sử dụng thức ăn nhân tạo. Hai mô hình đã được thực hiện tại xã An Thạnh Nhất và xã An Thạnh Ba, thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi một hộ là uh, cái dưới cái diện tích là 1.000 m2 và thả 40.000 con cá chốt thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho bà con mình là 50 uh, 50 á. Ông Cao Văn Minh ở ấp An Thường, xã An Thành Nhất, huyện Cù Lao Dung đã tiến hành thả nuôi 4 tháng, cá sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ hao hụt không đáng kể, dịch bệnh trên cá không xảy ra. Cá chúc nghệ cho thời gian thu hoạch sớm hơn gần 3 tháng, nhờ vậy, người nuôi giảm đáng kể chi phí đầu tư sản xuất cho cả vụ nuôi. Theo các hộ nuôi, cách chăm sóc cá chúc nghệ cũng đơn giản và đỡ tốn công hơn so với các loại cá khác, chỉ cần cho ăn đủ cử và thực hiện thay nước, cấp nước thường xuyên để đảm bảo môi trường nước sạch sẽ, giúp cá có khả năng sinh trưởng tốt hơn, hạn chế phát sinh dịch bệnh xảy ra trong suốt quá trình nuôi. Cho ăn thì sáng mình cho nó ăn khoảng 7 giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi cho ăn, đem ra mình thỏa cọc 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 vậy đó, rồi mình gãi xuống, gãi xuống khoảng 10 phút có thấy nó ăn hết rồi mình gãi nữa. Theo ghi nhận, giá cá chút nghệ thương phẩm hiện nay từ 80 đến 120.000 đồng một ký tùy kích cỡ. Thông thường cá đạt kích cỡ lớn từ 20 đến 25 con một ký sẽ bán được giá cao hơn. Do cá chốt nghệ có thể phát triển nuôi ở vùng có độ mặn từ 15 phần ngàn đến ngọt nên bà con có nhu cầu thực hiện mô hình có thể tận dụng lại ao nuôi tôm sau khi đã kết thúc vụ nuôi để thực hiện nuôi luân canh cá. Sự thay đổi này giúp người nuôi gia tăng giá trị, hiệu quả kinh tế và phục vụ cho mục tiêu phát triển thủy sản của tỉnh Sóc Trăng một cách bền vững hơn trong tương lai. Quý vị, trong lúc cùng nhóm bạn đi chăn dê, nam sinh lớp 6 đã leo lên cột xương cá truyền tải điện gió nên bị điện giật rơi xuống đất tử vong. Xin mời quý khán giả đến với những thông tin vừa được chương trình cập nhật. Thông tin từ công an xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, gia đình nạn nhân xin không khám nghiệm tử thi và đang làm thủ tục an táng cho em ca. Cũng theo công an xã Húc, ở cục điện cao thế có dán cảnh báo nguy hiểm. Sau vụ việc, công an xã đề nghị các đơn vị liên quan cần bổ sung thêm biển cảnh báo, tuyên truyền để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Chiều nay, công an thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai vừa khống chế được Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh, 36 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc. Đối tượng dùng súng bắn đạn chì khống chế con tin, cố thủ trong một ngôi nhà tại xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh. Trước đó vào sáng nay, Hoàng Anh đã cướp chiếc xe tải từ huyện Định Quán, chạy đến địa phận phường Bảo Quang, bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Sau một lúc cố thủ trên xe, người này bung cửa chạy vào nhà dân bên đường chốt cửa Thời điểm này, người trong nhà đã chạy ra ngoài hết, bị công an dây ráp đối tượng đe dọa cho nổ bình ga, rút xăng xe máy trong nhà đổ vào chai thủy tinh, làm bom xăng đe dọa tấn công lực lượng công an. Đồng thời, người này yêu cầu lực lượng công an rút quân, bố trí xe máy để ông ta về nhà gặp mẹ rồi ra đầu thú. Lực lượng công an đáp ứng chờ ông anh sơ hở. Khi ông ta chạy xe ra ngoài, liền bị bao dây bắt giữ, thu giữ khẩu súng cùng xe máy ông này cướp trước đó. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị lúc 18 giờ 15 phút ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ, Kiều Khanh, Phạm Thanh xin kính chào tạm biệt.